Vâng, xin chào anh chị và các bạn. Ở nội dung video này, Học viện iCopy Phú Sơn chúng tôi sẽ đồng hành chia sẻ cùng anh chị và các bạn cái hiện tượng khi thanh đèn xóa trên cụm room hay còn là cụm trống của các cái model máy, các cái nhãn hiệu máy bị lỗi, bị đứt hoặc là bản thân thanh đèn xóa bị hư hỏng. Thì tình trạng từ sẽ cuốn rất nhiều lên bề mặt room và cuốn sang khoang chứa mực thải. Và nếu cái tình trạng mà chúng ta chụp nhân bản lặp đi lặp lại nhiều mà không để ý thì lượng từ trong khoang chứa của bộ mực từ sẽ hết dần đi hay là còn lại rất là ít. Cái hiện tượng anh chị và các bạn đã thấy, và đặc biệt là những anh chị và các bạn đang làm cái nghề kỹ thuật sửa chữa máy photo, hay là những anh chị và các bạn đang là chủ những cái cửa hàng photo kinh doanh và hàng ngày tiếp xúc với máy photo, đặc biệt là những cái máy photo cỡ lớn và vận hành với cái cường độ cao liên tục, thì chắc chắn không dưới một lần anh chị và các bạn đã gặp cái hiện tượng này. Và cái câu hỏi anh chị và các bạn đặt ra cho chúng tôi đó là hiện tượng thì là như vậy rồi, và khi thay thanh đèn xóa khác hoặc là gọi thợ kỹ thuật viên đến thì thường họ sẽ giám định thay thanh đèn xóa trên cụm cartridge room hoặc là cụm trống, thì cái hiện tượng mực bột từ cuốn sang bề mặt room sẽ hết hẳn và sẽ không còn bị nữa. Anh chị và các bạn đặt cho chúng tôi câu hỏi là hiện tượng thì anh chị thấy rồi, nhưng nguyên nhân là vì sao và tại sao nó lại bị như vậy? Vâng, trên màn hình anh chị và các bạn ở đây, tôi đang lấy một cái cụm room tiêu chuẩn của một cái model máy lớn của hãng Ricoh. Cụ thể tôi lấy cái cụm room mẫu của máy MP7502 để làm mẫu hướng dẫn cho anh chị và các bạn có một cái góc nhìn tại sao cái hiện tượng lại như vậy và nguyên nhân từ đâu, và có cái giải pháp nào để anh chị và các bạn hạn chế cái thiệt hại này không. Vâng, trên cụm room tôi để trên bàn đây và trên màn hình anh chị và các bạn nhìn thấy đây, tôi đã tháo ốc để bỏ thanh cao áp ra này. Khi anh chị và các bạn mở ra, và với những anh chị và các bạn đã tiếp xúc với nghề và đang làm nghề, và những anh chị và các bạn đang kinh doanh dịch vụ máy photocopy và tiếp xúc với máy photocopy nhiều, thì tôi mở ra như này, anh chị và các bạn đã nhìn thấy cái thanh đèn xóa ở đâu rồi. Room là trung tâm của cụm này, tôi bỏ ra ngoài. Và trên màn hình anh chị và các bạn đang nhìn thấy đây là cái cấu kiện tổng quan của cụm room, cụm cartridge trống của một model máy tiêu chuẩn mà tôi đã lấy ra làm mẫu, đó là 7502. Thì vị trí này là vị trí thanh đèn xóa. Và thanh đèn xóa này hoạt động như thế nào trong 7 bước xử lý hình ảnh ở phần lý thuyết? Nếu như những anh chị và các bạn đang và đã là học viên của Học viện iCopy Phú Sơn chúng tôi, khi nói đến phần này anh chị các bạn sẽ biết luôn là cái thanh đèn xóa này làm việc ở bước mấy trong giai đoạn 2. Nhưng với anh chị và các bạn chỉ là làm nghề quen và lâu ngày tích lũy kinh nghiệm, anh chị và các bạn để ý, anh chị gọi đó là thanh đèn xóa, còn không biết nó nằm ở bước nào thì lát nữa tôi sẽ hướng camera về lên trên bảng để tôi lược qua cái vị trí nằm của thanh đèn xóa này và cái tầm quan trọng của nó như thế nào mà dẫn tới cái hiện tượng mà khi nó ví dụ như cái dây dẫn tín hiệu này đứt, cái giắc tiếp xúc này kém, cái nguồn cấp vào vân vân, cái giắc tổng bên ngoài này bị đoạn mạch vân vân, dẫn tới thanh đèn xóa không sáng, hay nặng hơn đó là bản thân thanh đèn xóa do lâu ngày sử dụng bị hư hỏng, nó dẫn đến cái tình trạng đó là từ cuốn đi bề mặt room và sang khoang chứa thải này. Và đến đây có những anh chị có thể đặt cho tôi một cái câu hỏi nữa, đó là vậy cái thanh đèn xóa đối xứng bên đây là thanh đèn xóa làm nhiệm vụ gì trong cái quá trình sao chép hình ảnh, truyền hình ảnh sang bề mặt tờ giấy. Tôi đóng trở lại, anh chị và các bạn sẽ nhìn thấy nếu như tôi chỉ vào hướng mặt cắt đây, phía trên đối xứng với đường mặt cắt room, chúng ta sẽ thấy đây là bước 1, bước nạp điện tích. Nhà thiết kế sẽ thiết kế thanh cao áp hoặc trục cao áp ở phần đào tạo lý thuyết, nếu anh chị tham gia anh chị sẽ biết. Bước 2, đây là cái khe vị trí hở. Và vị trí này khi tôi đặt room ở đây, anh chị và các bạn nhìn qua khe này, anh chị sẽ thấy cái bề mặt chất quang dẫn ở đây. Và đây là vị trí bước 2
cái tín hiệu tia laser chứa những cái ký tự hình ảnh và cái nguyên lý để đưa cái hình ảnh qua cái tín hiệu xử lý laser sẽ về khe này để đến bề mặt chất quang dẫn. Và mặt đối xứng đối diện trong khoảng hở lớn nhất này, tôi sẽ quay về hướng camera để anh chị quan sát thấy. Đây, đây là vị trí đối xứng đặt cái bộ hộp mực từ tham gia vào bước 3, hiện hình ảnh bằng bột mực lên bề mặt chất quang dẫn. Đó, đấy là 1, 2 và 3. Dưới 3, tôi hướng lại cái phần hở này. Dưới 3 anh chị sẽ thấy một cái thanh đèn đây. Tôi vừa nãy có đặt câu hỏi mặc định và nhiều anh chị và các bạn xem video sẽ hỏi tôi là thanh đèn xóa này, thanh này làm gì và có tầm quan trọng của thanh này như thế nào, thì tôi chỉ đây luôn này. Dưới bước 3 và dưới bước 3, tức là nó sẽ nằm ở cái khoảng cách giữa bước 3 và bước 4. Và bước 3 là in hình ảnh lên bề mặt room, bước 4 là truyền hình ảnh từ bề mặt chất quang dẫn, từ bề mặt room sang tờ giấy. Nó nằm ở giữa 3 và 4. Tôi mở ra để chỉ cho anh chị và các bạn thấy. Cũng sử dụng thanh đèn LED, nhà thiết kế cũng sử dụng thanh đèn LED tùy theo model, tùy theo thiết kế của các hãng khác nhau. Mà thanh đèn LED này cũng sẽ tương tự như thanh bên đây, hoặc được cải tiến khác biệt đi một chút, bé hơn hoặc là ở dạng khác, để làm sao vẫn an toàn khi mà tỉ sát hoặc là ở tiếp xúc gần với những cái vị trí như bề mặt room chẳng hạn. Và đương nhiên rồi, cũng có jack cấp nguồn. Đây, vị trí jack cấp nguồn đây, kết nối dây dẫn về đây. Và cũng sử dụng ánh sáng để chiếu lên bề mặt room. Vậy thanh này làm gì? Thanh này cũng sử dụng ánh sáng nhưng ở trạng thái khác. Đó là chiếu một lớp ánh sáng, một luồng ánh sáng trước khi vào bước 4 truyền hình ảnh sang tờ giấy. Nói một cách dễ hiểu, anh chị và các bạn sẽ hình dung như sau. Qua bước 1 nạp địch tích, bước 2 truyền hình ảnh từ bản gốc qua cái bộ chụp ảnh qua laser đến bề mặt room tạo hình ảnh tiềm ẩn. Bước 3 là bước in cái hiện cái hình ảnh đó lên bề mặt room. Để hiện in được hình ảnh đó lên bề mặt room thì nhờ một cái cơ chế, đó là điện tích, nạp tĩnh điện vân vân. Cái đấy nếu như anh chị tham gia khóa đào tạo anh chị sẽ biết. Và lúc này cái chữ, hoặc trên, nói đơn giản một cách là trên nền room lúc này có điện tích để hút được cái chữ đó, để hiện cái chữ đó lên. Đến cái bước trung chuyển này, nhà thiết kế họ sẽ lắp đặt với những cái máy tốc độ cao thì họ sẽ thiết kế như này. Và tại sao như vậy thì anh chị và các bạn liên hệ với chúng tôi để có câu trả lời, hoặc đang tham gia khóa học sẽ có câu trả lời cụ thể chi tiết. Tôi chỉ nói là nhà thiết kế họ sẽ thường thiết kế với cái chi tiết này, cái thanh đèn xóa này cho những cái máy tốc độ cao và đặt ở trước bước 4 và sau bước 3. Chiếu cái ánh nguồn ánh sáng lên bề mặt chất quang dẫn. Lúc này thì anh chị và các bạn là học viên sẽ hiểu, khi ánh sáng chiếu lên chất quang dẫn thì điện tích sẽ bị triệt tiêu, chữ sẽ không còn bị níu kéo, bị giữ chặt bởi điện tích nữa, và lúc đi vào bước 4 truyền hình ảnh sang bề mặt tờ giấy đây sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Tôi nói một cách đơn giản, nếu anh chị muốn nhổ một cái cây được trồng trong đất, công việc của anh chị nếu như nhổ, tôi nói là cái cây tầm trung mà đủ sức để nhổ, thì chúng ta biết là để muốn nhổ cái cây dễ dàng thì chúng ta phải tưới thật nhiều nước để làm ướt cái vị trí cái cây đó được cắm xuống, được trồng ở đó, đất lỏng ra, và đất càng nhão càng lỏng thì chúng ta càng dễ nhấc nhổ cái cây đó lên. Thì liên tưởng đến cái hạt mực cũng vậy, khi bị sức điện tích níu kéo giữ chặt thì xuống cái bước truyền điện tích của bước 4 sẽ khó khăn hơn. Như vậy nhà thiết kế, nhà sản xuất họ sẽ thiết kế một cái thanh đèn LED ở đây chiếu lên bề mặt room để triệt tiêu, hay còn gọi là bỏ cái điện tích đang giữ hạt mực đi, để sang bước 4 hạt mực hình ảnh được truyền xuống giấy một cách dễ dàng hơn. Như vậy là tầm quan trọng của cái này, của thanh xóa này quan trọng hơn thanh xóa bên đây, hay thanh bên đây quan trọng hơn bên đây? Và câu trả lời này thì sẽ do anh chị tư duy. Với những có những cái model máy thanh này kỹ thuật viên đã tháo bỏ ra, hoặc thậm chí là đã đứt bỏ, họ cũng không lắp nữa, vẫn vận hành bình thường, anh chị lưu ý. Nhưng với thanh này, chủ đề của chúng ta là thanh này, nếu như hỏng đứt
thì cái tình trạng đó là từ cuốn lên bề mặt room sẽ xảy ra. Anh chị và các bạn lưu ý. Và với cái cách kiểm tra cơ bản với những cái người mà chưa có cái kiến thức chuyên gia thì tôi sẽ có hướng dẫn anh chị như sau. Đó là anh chị và nhổ rác ra. Với trường hợp đứt gãy ở phần chúng ta nhìn thấy này thì chúng ta dễ dàng kiểm tra rồi. Nhưng nếu trường hợp dây này về cái phần kết nối tổng này, anh chị muốn đo xem thông mạch hay không có bị đứt hay không thì đương nhiên anh chị phải dùng đồng hồ để dò ra xem cái vị trí hai dây này về đâu, có đứt mạch hay không, vân vân. Đấy là sâu hơn và xa hơn rồi. Ở video này tôi chia sẻ ngắn cái nguyên nhân thôi. Với cái đèn này thì anh chị và các bạn có thể chuyển sang thang ôm và anh chị có thể đo thông mạch. Nếu như đèn không đứt, như anh chị các bạn thấy trên kim đây, kim đồng hồ để tôi đưa ra đây, anh chị dễ gì? Kim đồng hồ có nhảy, tức là đèn thanh xóa, đèn xóa này vẫn hoạt động bình thường và không bị đứt. Đó là cách mà chúng ta đo để xác định xem thanh xóa đứt hay không. Có một cách nữa, đó là anh chị và các bạn khi mà chúng ta với dòng máy to nhé, khi chúng ta đặt cụm room vô, chúng ta có thể chêm cửa, nhấn lệnh copy và chúng ta nhìn lên góc chéo hướng 11 giờ trong cái mặt cắt mà anh chị mở cửa nhìn lên hướng cụm room, anh chị sẽ thấy là thanh đèn xóa này sẽ phát sáng liên tục trong quá trình nhân bản. Với máy tốc độ càng cao thì gần như thanh xóa này sẽ sáng liên tục vì vòng quay của room là cực kỳ lớn. Còn với những thiết kế máy nhỏ văn phòng thì thanh đèn xóa này sẽ được thiết kế, được cài trên cái vách máy và đương nhiên rồi cái nguồn ánh sáng cũng sẽ hướng về mặt room để làm cái công việc triệt tiêu điện tích. Để làm rõ hơn cái nguyên nhân dẫn tới cái tình trạng mà bột từ cuốn lên bề mặt room và tiêu hao cái lượng từ đi thì tôi sẽ mô tả một chút qua cái phần hình vẽ trên bảng để anh chị và các bạn dễ hiểu, dễ hình dung hơn. Ở phần này thì tôi tư vấn riêng, góc riêng với những anh chị và các bạn sử dụng những cái máy để kinh doanh dịch vụ với cường độ khai thác nhiều. Anh chị và các bạn sau mỗi lần bảo trì bảo dưỡng máy hãy lưu ý cái thanh đèn xóa này. Và nếu tốt hơn nên có một cái thanh đèn xóa gối đầu, có nghĩa là hoạt động tốt. Với thanh đèn xóa này anh chị các bạn mua rất là giá rẻ thôi. Anh chị mua sẵn với những cái bóng LED thì họ sẽ tính vào cái thời gian sáng của bóng. Như vậy là chúng ta sẽ hiểu là bóng LED thì bao giờ hư? Không phải. Bóng LED sẽ tính theo thời gian thắp sáng của bóng. Và đến thời điểm nào đó, khi nó hư hỏng bất ngờ mà anh chị không để ý, mải làm một cái việc khác, cứ tin tưởng là máy đang chạy tốt, chỉ khoảng một vài trăm tờ, lượng từ của anh chị sẽ bay hết sang khoang chứa thải. Đặc biệt nếu điều đó xảy ra với một gói từ mới thì rất là đáng tiếc, vì chúng ta sẽ mất trên dưới 1 triệu đồng cho một cái mà chúng ta lâu ngày không để ý. Anh chị và các bạn khi mà bảo trì và dưỡng máy, lời khuyên của chúng tôi, hãy kiểm tra thanh đèn xóa và thường xuyên kiểm tra trong quá trình vận hành, giúp cho anh chị và các bạn bảo toàn cái từ trong khoang chứa. Bây giờ tôi sẽ hướng cái hình lên bảng một chút để chúng ta giúp anh chị và các bạn dễ hiểu hơn một chút mà thôi. Nó không quá cầu kỳ hay là quá khó trong cái phần này. Tôi sẽ làm rõ cái cụ thể để khi làm mổ xẻ vấn đề gì đó thì bản thân chúng tôi là những người làm video luôn hướng một điều, đó là làm sao những cái truyền tải của mình, cái hướng dẫn của mình, những cái hỗ trợ của mình đến được với anh chị và các bạn cái một cách cái hiệu quả nhất và cao nhất có thể. Đó là cái mong mỏi của chúng tôi. Anh chị và các bạn nếu như đã tham gia khóa đào tạo của Viện iCopy Phú Sơn chúng tôi thì anh chị sẽ biết, tôi chỉ mô tả qua anh chị sẽ thấy đường kính bề mặt room, mặt cắt và xung quanh bề mặt room sẽ là 7 bước sao chép trong giai đoạn 2, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 7 bước xử lý hình ảnh. Và cái thanh đèn mà tôi vừa nói ở cái phần trên cụm room với anh chị và các bạn ở chúng ta phân tích phía trước ấy, nó nằm ở đây. Đó là chiếu một cái nguồn sáng lên bề mặt để nhả, giống như là liên tưởng đến phần nhổ cây ấy anh chị. Lúc này trên bề mặt room muốn giữ được hạt mực, muốn hút được, in được hình ảnh hạt mực này lên thì đương nhiên phải có điện tích ở đây trên nền chất quang dẫn. Chúng ta phần lý thuyết đào tạo chúng ta sẽ đề cập sâu hơn.
Phần này thì tôi chỉ nói sơ qua để anh chị các bạn nắm được tại sao nguyên nhân nó lại vậy, giúp cho anh chị và các bạn có một cái nhìn dễ dàng trong vấn đề xử lý tình huống. Khi mà gặp nguồn sáng, đây bản thân bề ngoài là chất quang dẫn sẽ bị triệt tiêu điện tích, xóa điện tích, xóa điện tích. Lúc này hạt mực chỉ còn bám hờ theo quán tính. Đây là chúng ta đang tua rất chậm. Còn với những cái máy 60 bản trên phút, 80 bản trên phút thì 1 giây, thậm chí những cái máy 80, 90 thì chưa đến 1 giây đã hoàn tất một chu kỳ sau chụp hình ảnh từ bản gốc sang tờ giấy rồi. Thì sau khi mà nhả điện tích, triệt tiêu điện tích rồi thì sang đây, tờ giấy vào đây, mực sẽ rất dễ dàng được hút chuyển sang đây. Đó là lý do họ đặt cái bóng đèn thứ nhất ở đây. Và bóng đèn này không phải là bóng đèn quan trọng nhất. Còn bước 7 là bước mà chúng ta quan tâm. Đây là vị trí của cái chúng ta đang quan tâm, đó là thanh đèn xóa. Cái anh mà làm cái công việc đó là trong phần lý thuyết đó là tái tạo chất quang dẫn để đưa cái chất quang dẫn về trạng thái tốt nhất, trạng thái ban đầu để đưa vào một cái chu kỳ sao chụp mới. Ban đầu là gì? Anh ta sẽ sử dụng một cái nguồn sáng bằng thanh đèn LED, hồi nãy anh chị các bạn thấy rồi, chiếu toàn bộ cái ánh sáng lên đây. Khi vòng quay room tiến tới, toàn bộ cái ánh sáng này sẽ phủ lên lớp quang dẫn. Khi lớp quang dẫn trên bề mặt room bị chiếu ánh sáng, toàn bộ điện tích còn dư thừa ở giai đoạn chu kỳ 1 sẽ bị triệt tiêu về 0V. Khi đảm bảo yếu tố 0V cho chu kỳ tiếp theo này, quay trở về bước 1, nạp điện tích chúng ta biết rồi. Lúc này trạng thái bề mặt chất quang dẫn là 0V. Và toàn bộ điện tích nạp mới sẽ đạt tiêu chuẩn ở ngưỡng theo cái nhà sản xuất họ đã lập trình. Với dòng máy lớn là âm hoặc dương 90V tùy theo cái model, 900V tùy theo nhà thiết kế, tùy theo hãng, nhưng tôi đang lấy mẫu là 7502 cộng hoặc trừ 900V. Đương nhiên là điện một chiều, tôi nói cộng một trừ hoặc trừ, có thể là nhà thiết kế họ để điện áp âm hoặc để điện áp dương. Và cứ như vậy, sau khi đến ra cái bước 2, ánh sáng tia laser chiếu về đây. Và đến đây tôi lại nói với anh chị một cách, bạn có hai cách để tạo hình ảnh tiềm ẩn lên bề mặt room. Cái phần này tôi sẽ mở rộng ở đây một chút. Đó là cách thứ nhất. Ví dụ cái chuỗi ký tự của tôi trên bản gốc là A, B, C và D. Có hai cách để tạo ra hình ảnh tiềm ẩn này. Cách thứ nhất đó là sử dụng cái nguồn sáng tia laser. Khi mà cái nền room của chúng ta, cái bề mặt chất quang dẫn của chúng ta qua bước 1 thì toàn bộ chỗ này đã được tích điện tích là, ví tôi gọi luôn là 900V đi, âm 900V. Khi ánh sáng tia laser sẽ chiếu vào, giả sử cái cách thứ nhất đó là tia laser sẽ chiếu cái hình chữ A lên đây. Khi ánh sáng chiếu đến, cái phần này sẽ bị đục. Nói theo cách hiện hình hóa nó lên thì chữ A này sẽ bị triệt tiêu điện tích bằng ánh sáng đục thủng nó đi. Và lúc này là 0V. Và đương nhiên xung quanh nền điện không bị chiếu sáng bởi tia laser vẫn còn nguyên âm 900V. Có rơi rớt một số, ví dụ như ánh sáng, tôi nói ví dụ như vậy. Và cách thứ hai, như vậy là chữ trên nền room, trên nền chất quang dẫn có điện tích. Cách thứ nhất để tạo là chữ trên nền chất quang dẫn có điện tích. Và cách thứ hai đó là chữ có điện tích trên nền room không còn điện tích. Đấy, chúng ta phân biệt chỗ này, 0V. Đó là chùm tia laser sẽ chứa những cái ký tự này sẵn bằng bảng lập trình hình ảnh, tạo ra những cái bóng mà anh chị các bạn liên tưởng đến những cái máy cơ ngày đầu. Đó là khi chúng ta chụp dàn quang thắp sáng toàn bộ cái nền của bản gốc lên. Nền trắng của tờ giấy sẽ phản chiếu về, trong đó có những cái bóng đen của những cái chữ. Và qua thấu kính hội tụ phản chiếu thẳng về bề mặt chất quang dẫn room luôn, chứ không qua xử lý tia laser như với máy số bây giờ. Nhưng đây là tôi nói là cách thứ hai. Cách này để chúng ta mở rộng cái kiến thức ra, chúng ta
có những cái câu hỏi và chúng ta có những cái phần trả lời một cách dễ dàng, đó là có hai cách để tạo cái ký tự chữ A, B, C, D trên cái nền chiếc quang dẫn. Đó là như tôi, cách thứ nhất đó là tạo cái nền, tạo chữ trên nền còn điện tích, và cách thứ hai đó là tạo chữ có điện tích trên nền không còn điện tích. Đó là hai cách. Vâng, quay trở lại vấn đề, ở cái vấn đề mà thanh điện xóa hỏng sẽ dẫn đến từ cuốn sang. Tôi nói ví dụ điện tích nạp này, quy trình ở đây chúng ta biết rồi này. Có ký tự của chúng ta chữ A, B, C, A, B, C, D. Tôi giả sử nhé, tôi giả sử chúng ta đưa ra hai cách này, chúng ta tùy theo hãng máy, tùy theo model để họ họ thiết kế thì chúng ta bàn luận sau ở những phần đào tạo. Tôi nói giả sử ở phần này chữ còn điện đi, qua những cái ánh sáng phản chiếu vân vân, ví dụ còn 850V âm đi trên nền, trên cái thân chữ này nhé, tôi nói ở đây ví dụ như anh chị và các bạn để chúng ta dễ hình dung này, hoặc là trên nền room, nhưng mà chúng ta nói đơn giản hóa thì ít chi tiết để chúng ta dễ hiểu. A, B, C đều có cái âm, còn toàn bộ cái nền này đã không có điện tích và vị trí này bỏ qua. Như vậy là chúng ta sẽ thấy một quy trình như sau. Sau khi hiện hình ảnh chữ ABC này, truyền hình ảnh này, quay về đây, lúc này thanh đèn xóa bước 7 chúng ta hỏng này, không có ánh sáng chiếu này. Và đương nhiên hạt mực còn sót lại bước 6 sẽ gạt xuống. Nhưng điện tích được tích trong bề mặt chất quang dẫn, trong bản thân chất quang dẫn là chưa được triệt tiêu nhé. Trừ khi có ánh sáng, nhưng ánh sáng chỗ này hỏng. Như vậy là cứ âm thầm tích điện, tích điện, tích điện. Và đến cái bước lặp lại, mà tại sao có hiện tượng là khi chụp vài bản đầu thì không thấy nhiều từ, hoặc thậm chí là không nhận biết được, nhưng càng chụp nhiều thì càng cái hiện tượng, thậm chí anh chị xoa tay trên bề mặt, lấy tờ giấy đã nhìn thấy từ trên đó rồi. Và khi mà, đấy là nó còn dính trên tờ giấy, còn cái lượng mà để nó rơi vào cái khoang của bước 6 này là rất nhiều nhé anh chị nhé. Đó, khi chúng ta sờ toàn từ là từ thôi. Và một số tờ nhất định thì từ hết luôn, trong khoang chứa bước 3 là hết luôn. Đó. Tôi quay trở lại vấn đề này, khi mà điện tích nạp trên bề mặt room của những cái chu kỳ trước không được xóa thì trong cái nền chất quang dẫn của room này cứ âm thầm tích một lớp điện tích, tích một lớp điện tích. Và chúng ta biết là để cái hạt từ luân chuyển hạt mực trong khoang chứa ra ngoài thì nhà thiết kế họ thiết kế cái lõi nam châm. Cái lõi nam châm này và bề mặt trục từ là cái ống nhôm rỗng này. Hạt từ được hút bởi cái lõi nam châm bên trong, vì hạt từ, bản chất hạt từ là hạt sắt, rồi tạo thính từ hút ra mực bên ngoài vân vân, đi ra ngoài. Và để giữ cho hạt từ không hướng qua, không bị cái quán tính của bề mặt room cuốn sang, thì nhà thiết kế họ sẽ cấp cho đây một cái nguồn điện tương ứng cho cái model máy này là âm 550V. Cùng dấu thì đẩy nhau, anh chị các bạn lưu ý chỗ này. Như vậy thì sẽ có một cái lý luận là ở bên đây có điện, hai bên sẽ đẩy nhau, làm sao mà hạt từ trào sang được. Anh chị lưu ý là vài bản đầu đương nhiên sẽ không có hiện tượng đó xảy ra, nhưng càng nhiều, lúc này bề mặt chất quang dẫn sẽ là một cái thỏi nam châm vô hình, vì điện tích hết chu kỳ này đến chu kỳ khác, hết bản này đến bản khác được tích ở đây. Lúc đó bản thân chất quang dẫn, cái lớp bên ngoài của room sẽ trở thành một thỏi nam châm có từ trường, có điện tích. Và điều này anh chị và các bạn cũng có thể liên tưởng với tôi như sau. Đó là tôi để cái bút hay bất, càng kim loại thì càng rõ nhá, nhất là thanh nhôm. Tôi di trên áo tôi. Lúc này tôi sẽ tích điện trên cái thân bút, trên cái thanh nhôm. Tôi dí vào những cái lông vải nhỏ, cỡ cái hạt bụi nhỏ thì nó hút lên đây. Và còn quay trở lại vấn đề, khi mà tôi hiện thực hóa để giúp anh chị dễ hiểu. Quay trở lại vấn đề là điện tích trên bề mặt chất quang dẫn của chúng ta được nạp từ bước 1, liên tục tồn lại, liên tục tồn lại. Lúc này toàn bộ bề mặt sẽ trở thành một lõi nam châm lớn và áp toàn bộ cái điện áp phân cực bên đây đi, điện áp bias phân cực từ. Lúc này sẽ không còn giá trị giữ cái hạt từ dính ở cái lõi nam châm trong cái bề mặt trục từ nữa, mà sẽ bị cái thỏi nam châm vô hình của bề mặt chất quang dẫn của bản thân room này tạo ra bởi cái từ trường tích tụ hút toàn bộ. Lúc này hạt từ của chúng ta biết là bản chất là hạt sắt, gặp từ gặp nam châm đương nhiên nó sẽ hút sang, và càng nhân bản thì lượng hút sang càng lớn. Và như vậy anh chị và các bạn đến đây đã biết là tại sao thanh đèn xóa này hỏng, đứt, không tiếp xúc, dẫn đến lượng từ cuốn sang hết, mất hết
cái bột từ. Đó là toàn bộ cái quá trình dẫn đến cái hiện tượng mà cứ thanh đèn xóa trên cụm room, trên cụm gạt chích trống bị lỗi, bị hỏng thì từ của anh chị vơi dần và nặng hơn là mất hết nếu như chúng ta không để ý và không kịp thời khắc phục. Để làm rõ cái vấn đề này, tôi lại có một cái ý tưởng như sau giúp cho anh chị các bạn hình dung. Với tôi thì những cái truyền tải của mình luôn hướng tới một cái sự tiếp nhận dễ dàng từ phía anh chị. Thì ngày xưa trước khi đứng đây chia sẻ đến anh chị và các bạn kiến thức, tôi cũng là những cái người đi học từ những cái ngày đầu, từ những người thầy. Và những cái thầy của tôi hiện tại, tôi vẫn đang liên hệ những người thầy đưa tôi vào nghề và cho tôi cái ngày đứng ở đây với anh chị. Các thầy vẫn luôn dõi theo tôi, đồng hành và động viên tôi chia sẻ đến những anh chị và các bạn. Như vậy là không có lý do gì để tôi không làm tốt, làm hết cái trách nhiệm của mình, chia sẻ đến anh chị và các bạn những cái giá trị, những cái kiến thức mà tôi có được. Khi mà gặp khó khăn thì chúng ta thường là nhờ cái sự giúp đỡ hay tìm những cái giải pháp từ ai đó. Và khi mà chúng ta nhận được đúng lúc, đúng thời điểm và đúng vấn đề thì cái đó là rất là giá trị và ý nghĩa. Tôi sẽ mô phỏng một chút cái này giúp cho chúng ta có một cái thú vị. Vâng, tôi cũng lại quay trở lại cái vấn đề mà tôi làm trước đây, ở cái video trước. Tôi sẽ giúp anh chị và các bạn chúng ta có cái nhìn thú vị hơn một chút nữa. Tôi đang thiết kế để hướng cái ánh sáng về bề mặt chất quang dẫn giúp cho cái phần mà này chỉ chúng ta dễ hình dung. Ok. Vâng, đây là anh chị các bạn đã nhìn thấy. Tôi sẽ tắt bớt ánh sáng để chúng ta nhìn rõ hơn. Rồi, tôi sẽ hướng xuống. Đây, anh chị các bạn đang thấy tôi cũng đang sử dụng ánh đèn pin để chiếu lên bề mặt cái chất quang dẫn của room. Anh chị các bạn sẽ thấy rất là cụ thể cái vấn đề mà cái hiện tượng chị gặp phải, nó cũng sẽ diễn tả như sau. Tôi giả sử đây là ánh sáng của thanh đèn xóa. Khi mà chiếu lên, khi mà room làm hết cái chu kỳ thứ nhất thì cái tín hiệu của thanh đèn xóa phải sáng để chiếu cái ánh sáng lên bề mặt room để triệt tiêu cái điện tích còn sót lại ở chu kỳ trước, đưa cái trạng thái tái tạo cái trạng thái chất quang dẫn này về 0V để đưa vào cái chu kỳ mới nạp điện tích, bề mặt room sẽ nhận đủ. Tôi giả sử ví dụ như cái chấm đỏ của tôi là điện tích còn sót lại của chu kỳ trước và ánh sáng này không có, và tôi cứ thế quay và số chấm này sẽ tăng lên dần. Chấm là điện tích vì tôi đang tắt điện tích và bước 7 chúng ta đang mất đi. Số chấm của chúng ta càng tăng lên đồng nghĩa với việc máy photo đã trải qua nhân bản rất nhiều. Và tôi hiện thực hóa nó lên bằng cái chấm bút để anh chị các bạn hình dung và hiểu vấn đề. Còn trong cái môi trường làm việc của máy, của chất quang dẫn trong buồng tối của máy thì chúng ta sẽ không nhìn thấy vì đó là điện tích ẩn bên trong chất quang dẫn mà chúng ta không nhìn thấy. Vâng, đến đây thì anh chị dễ hiểu hơn rồi, đúng không ạ? Và nếu như ánh sáng này mất, điện tích sau khi những hạt mực được hút, cái chấm đỏ này mặc định là, tôi giả định là điện tích, số lượng nhân bản càng nhiều lượt thì cái điện tích còn sót lại trên bề mặt chất quang dẫn càng nhiều và càng lớn. Và như vậy toàn bộ cái thân room của chúng ta, bề mặt ngoài của chất quang dẫn chúng ta, toàn khối này sẽ biến thành một thỏi nam châm. Và thỏi nam châm là gì? Là hút hạt sắt. Hạt sắt ở đâu? Hạt sắt là hạt bột từ của chúng ta. Và như vậy là càng nhiều thì lượng bột từ càng bị hút nhiều sang đây. Và đương nhiên rồi, về thải và mất đi. Lúc mở ra thì chúng ta thấy là khoang từ của chúng ta, trục từ của chúng ta trắng luôn, không còn từ nữa. Đó là cái nguyên nhân dẫn đến cái hiện tượng mà từ
cuốn sang bề mặt room. Mà anh chị và các bạn đã gặp cái hiện tượng này rất nhiều và đặt cho chúng tôi câu hỏi là tại sao, giúp cho anh chị và các bạn hiểu, và mong mỏi các anh chị là làm sao để cho tôi hiểu lên đi. Trước giờ tôi cứ nghĩ là cứ thanh đèn xóa, chả hiểu sao nó cứ đứt, nó bị cuốn từ. Đó là cái mà chúng tôi muốn truyền tải, cái thông điệp muốn truyền tải đến anh chị và các bạn trong nội dung video này. Và mỗi cái chia sẻ sẽ giúp cho anh chị và các bạn có một cái góc nhìn thú vị hơn, đúng không ạ? Thú vị hơn về cái nghề mình đang làm, về những cái máy móc thiết bị mình đang vận hành. Trước giờ thì mình nhìn bên ngoài, mình không có kiến thức am hiểu sâu. Nhưng khi có cái kiến thức am hiểu sâu rồi, mình thấy ô, cái công việc mình đang làm rất là thú vị, rất là hay ho. Và chúng tôi sẽ luôn đồng hành chia sẻ cùng anh chị và các bạn những cái câu hỏi, những cái kiến thức mà anh chị các bạn chưa hiểu rõ, chưa hiểu sâu. Chúng tôi là những nhà đào tạo, chúng tôi luôn có những cái bộ phận là tìm tòi và nghiên cứu những cái kiến thức mới để cập nhật, chia sẻ đến anh chị và các bạn. Hãy nhớ địa chỉ của chúng tôi, Học viện Acopy, 26 Phạm Văn Đồng, Cầu Giấy, Hà Nội. Số điện thoại để lắng nghe và chia sẻ đến anh chị và các bạn, gỡ rối cho anh chị và các bạn những cái tình huống khó khăn trong nghề, 0964 405 366. Hoặc anh chị và các bạn cũng có thể truy cập vào website acopy.com.vn để trải nghiệm những cái sản phẩm chuyên về máy photo của chúng tôi. Ở bất cứ video chia sẻ nào của Phú Sơn chuyên đào tạo nghề kỹ thuật sửa chữa máy photocopy, chúng tôi luôn đính kèm một link, đó là tuyển sinh đào tạo kỹ thuật máy photocopy. Khi anh chị và các bạn đăng ký vào cái đường link đó, hoặc là nhấp chuột vào đường link đó, anh chị và các bạn đang làm nghề sẽ mặc định được đưa vào một cái hội nhóm chuyên về chia sẻ, trợ giúp những cái bàn bệnh, những học viên của chúng tôi, những cái chuyên gia, những cái kỹ thuật viên hàng đầu của chúng tôi thường trực 24/7 ở nhóm hỗ trợ đó. Anh chị và các bạn tích vào đường link đó thì mặc định anh chị sẽ được đưa đến cái nhóm lớp kín riêng để nhận cái sự hỗ trợ trực tiếp trên cái group nhóm những cái ban bệnh anh chị chia sẻ. Nếu như chúng tôi bận, bản thân tôi bận, sẽ có rất nhiều người hỗ trợ anh chị. Và anh chị và các bạn nếu yêu thích Phú Sơn, yêu thích iCopy, hãy đăng ký kênh và ủng hộ đồng hành cùng chúng tôi, giúp chúng tôi có động lực hơn nữa để làm ra những cái sản phẩm, làm ra những cái video hay hơn nữa, sát thực tiễn hơn nữa, chia sẻ đến anh chị và các bạn. Vâng, xin cảm ơn và chào tạm biệt.